Ba, phẩm quán chiếu. Lúc bấy giờ Xá Lợi Tử thưa: Bạch Thế Tôn, chư Đại Bồ Tát nên tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế nào? Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, Đại Bồ Tát nên quán như vậy: Thật có Bồ Tát, không thấy có Bồ Tát, không thấy tên Bồ Tát, không thấy Bát Nhã Ba La Mật Đa, không thấy tên Bát Nhã Ba La Mật Đa, không thấy hành, không thấy chẳng hành. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì tự tánh Bồ Tát là không, danh Bồ Tát cũng không. Vì sao? Vì tự tánh của sắc là không, chẳng phải do không, không của sắc chẳng phải sắc, sắc chẳng lìa không, không chẳng lìa sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Tự tánh của thọ tưởng hành thức là không, chẳng phải do không, không của thọ tưởng hành thức chẳng phải thọ tưởng hành thức, thọ tưởng hành thức chẳng lìa không, không chẳng lìa thọ tưởng hành thức, thọ tưởng hành thức tức là không, không tức là thọ tưởng hành thức. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, đây chỉ có danh gọi là Bồ Đề, đây chỉ có danh gọi là Tát Đoà, đây chỉ có danh gọi là Bồ Tát, đây chỉ có danh gọi là không, đây chỉ có danh gọi là sắc thọ tưởng hành thức. Tự tánh như vậy không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh. Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, không thấy sanh, không thấy diệt, không thấy nhiễm, không thấy tịnh. Vì sao? Chỉ giả lập danh tự, đối với các pháp sanh phân biệt giả lập danh tự, tùy theo đó mà sanh lời nói như như, như vậy sanh ra chấp trước. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với tất cả pháp do không thấy nên không sanh chấp trước. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên quán như vậy: Bồ Tát chỉ có danh, Phật chỉ có danh, Bát Nhã Ba La Mật Đa chỉ có danh, sắc chỉ có danh, thọ tưởng hành thức chỉ có danh, tất cả pháp khác cũng chỉ có danh. Này Xá Lợi Tử, như ngã chỉ có danh, gọi nó là ngã thật bất khả đắc. Như vậy hữu tình, mạng sống sanh già, sự nuôi dưỡng sĩ phu bổ đặc giả la, ý sanh đồng tử, người làm người sai làm khởi sướng, người sai khởi sướng, người nhận người bảo nhận, người biết người thấy, cũng chỉ có danh nghĩa là hữu tình cho đến người thấy, thật bất khả đắc. Do chẳng thể nắm bắt không, nên chỉ tùy theo thế tục mà giả lập danh tự. Các pháp cũng vậy, không nên chấp trước. Vì vậy Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không thấy có ngã cho đến người thấy, cũng không thấy tánh của tất cả pháp. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy, trừ trí tuệ của chư Phật còn trí tuệ của tất cả thanh văn độc giác vân vân đều không thể sánh bằng. Vì chẳng thể nắm bắt không, vì sao? Vì Đại Bồ Tát này đối với danh sở danh đều vô sở đắc, vì không quán thấy nên không chấp trước. Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát có thể thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy mới gọi là khéo thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Xá Lợi Tử, giả sử những người có trí tuệ như ông và Đại Mục Kiền Liên, nhiều như lúa mè tre lau mía rừng đầy khắp cõi châu thiện bộ, so với trí tuệ mà Đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì trăm phần không bằng một, ngàn phần không bằng một, trăm ngàn phần không bằng một, trăm câu chi phần không bằng một, ngàn câu chi phần không bằng một, trăm ngàn câu chi phần không bằng một, số phần, toán phần, kế phần, dụ phần cho đến cực số phần không bằng một. Vì sao? Vì trí tuệ của Đại Bồ Tát này có thể làm cho tất cả hữu tình hướng vào Niết Bàn, còn trí tuệ của tất cả thanh văn độc giác không được như vậy. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, trí tuệ mà Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chỉ trong một ngày thì trí tuệ của tất cả thanh văn độc giác cũng không bì kịp. Này Xá Lợi Tử, thôi tạm gác châu thiện bộ lại, giả sử những người có trí tuệ như ông và Đại Mục Kiền Liên, như lúa mè tre lau mía rừng vân vân đầy khắp bốn đại châu, so với trí tuệ của Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì trăm phần không bằng một, ngàn phần không bằng một, trăm ngàn phần không bằng một, cho đến cực số phần cũng chẳng kịp một. Vì sao? Vì trí tuệ của Đại Bồ Tát này hay làm cho tất cả hữu tình hướng đến Niết Bàn, còn trí tuệ của tất cả thanh văn độc giác không được như vậy.
Lại nữa này Xá Lợi Tử, trí tuệ mà Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chỉ trong một ngày, thì trí tuệ của tất cả thanh văn độc giác cũng không bì kịp. Này Xá Lợi Tử, thôi tạm gác bốn đại châu lại. Giả sử những người có trí tuệ như ông và Đại Mục Kiền Liên nhiều như lúa mè tre lau mía rừng đầy khắp 3.000 đại thiên thế giới, so với trí tuệ của Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì 100 phần không bằng 1, 1.000 phần không bằng 1, 100.000 phần không bằng 1, cho đến cực số phần không bằng 1. Vì sao? Vì trí tuệ của Đại Bồ Tát này có thể làm cho tất cả hữu tình hướng đến Niết Bàn. Trí tuệ của tất cả thanh văn độc giác không được như vậy. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, trí tuệ mà Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chỉ trong một ngày, thì trí tuệ của tất cả thanh văn độc giác cũng không bì kịp. Này Xá Lợi Tử, thôi tạm gác 3.000 đại thiên thế giới lại. Giả sử những người có trí tuệ như ông và Đại Mục Kiền Liên nhiều như lúa mè tre lau mía rừng đầy khắp cả thế giới chư Phật trong 10 phương, so với trí tuệ của Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì 100 phần không bằng 1, 1.000 phần không bằng 1, 100.000 phần không bằng 1, cho đến cực số phần không bằng 1. Vì sao? Vì trí tuệ của Đại Bồ Tát này có thể làm cho tất cả hữu tình hướng đến Niết Bàn. Trí tuệ của tất cả thanh văn độc giác không được như vậy. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, trí tuệ mà Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chỉ trong một ngày, thì trí tuệ của tất cả thanh văn độc giác cũng không bì kịp. Hết quyển thứ 402.